Ok. Chùa là em là biết nhanh nhẹn ở đây. Lên trên lầu cho má gầy chóng á. Rồi cảm ơn mọi người. Anh lại từ kia, anh lại gọi lên chỗ này là như thế này chơi. Không ai chịu nhường ai nên sân khấu là như là bùng nổ hết cỡ, bùng hết cỡ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì khi mà chị nhận lời mời của chị Tranh thì cảm xúc của chị ra sao? Nói chung là tại vì đơn giản là nó trong tầm tay của Minh Thanh, mà khi hai chị em gặp lại thì cũng có vài show đi diễn, xong rồi cũng khích chứ, nó em làm đi, em làm một cái live designer rồi quay tiếp, chúng ta sẽ quay, tại vì cách cũng 10 năm mà, mười mấy năm thì quay lại thì em làm đi. Đó, nói chung là siêu black thì chỉ có khích lệ và luôn luôn á nói với Phương Thanh em làm đi, nói trong tầm tay của Phương Thanh thì là siêu black là người ok, chị thì sẽ đứng sau em. Hồi trước thì chúng ta đứng ngang hàng, bởi vì sao? Là vì là chúng ta cùng nổi làm sống xanh đó và cùng cùng với em. Thì bây giờ thì chị già hơn em mà, già hơn tới gần 10 tuổi lần đó, nên là chị sẽ đứng sau em. Em cũng đẻ. Cái này phải trước lời liền nó mới có câu hay. Chị yên tâm là em sẽ đứng sau chị. Em đẩy chị lên, chị hát cho chị. Và khi chúng ta hát chương trình xin lỗi, chúng ta mạng mộng, chị xin mạng mạng. Cho nên Phương Thanh lùi ra sau một bước, châm dầu và đốt lửa. Một người ngủ thì đứng sau em được. Tất cả chúng ta lên sân khấu hôm sau khi 70 đều là U20 hết. Lên lên sân khấu là chị siêu đấy, từ trước tới giờ chị năm 18 tuổi mà ai nói 20 tuổi thì giận. Nói chung như này, nói chung là ca sĩ gặp nhau chỉ biết là cái sự mà máu me của Xuân Lấy với Phương Thanh là tương đương như nhau. Chị hy vọng là khi mà em về là chị lên hát, khi mà chị báo tin á, báo đương nhiên là chị phải báo trước cho là em cũng biết rồi, là ở làng thì vẫn phụ thuộc vào công an phường này, công an rồi già làng rồi này kia phụ thuộc nhiều lắm, cho nên là Xuân Lấy phải thưa hết. Đó là cái ngày 12 tháng 5 là live concert cùng chi. Chỉ cần loa kẻ kéo thôi. Phương Thanh đã nói rằng là chỉ cần loa kẻ kéo thì người ta hết thôi. Với ca sĩ lớn đây là mình mà hát như vậy không được, không phải. Trời ơi, đừng riêng cái vấn đề này, hát áp tiếng loa luôn. Cái loa gì lúc cũng cần mua tá mẹ kia được cái loa gì. Là mình nghệ sĩ, mình đang live đi, mình không có tá mẹ tá cho không. Sorry, đừng biết báo cho em, sorry. Ok, vì khi mà tưởng tượng như thế luôn là bà thấy rằng là bà đi làm siêu rét ấy, nói chung là người ta rất là máu me, người ta cứ háo hức chờ đợi cái ngày Phương Thanh sẽ tới ra làng Lê Tư Nha, phường Quang Trung, làng Lê Tư Nha là tên và thuộc về phường Quang Trung thì sẽ rất là rầm rộ. Nhưng mà siêu rét phải báo công an giữa lúc mình làm mà mình không báo á, công an nó bắt đó, chính xác luôn. Và chị đã từng được mời lên dân phường, siêu rét đã từng được mời lên phường là vì là đi trận. Ok ha, chị được mời lên phường là vì tại sao các hoàng mà không báo cho phường? Bây giờ xuống đây mới biết. Không, chị báo luôn đó, báo trước luôn rồi đó. Bây giờ là mình phải thông minh hơn rồi. Hồi xưa không biết, người ta nói chị ơi em có cái phần quà này em muốn tặng cho làng chị. Thì chị mình cứ làm thôi, mình đâu có biết đâu mà mình đâu có lấy cái quà đó cho mình đâu. Mình lấy cho buôn làng mình vui quá trời, người ta giúp mình như thế mình quá vui đi. Cho nên là quên mất phường công an, công an phường quên mất. Mình chỉ nghĩ là đâu có chị chưa ra bằng thằng, chị nói là công an phường. Và bây giờ Sư Lê đã báo trước luôn, nói trời ơi còn lâu quá mà chị nói chứ
nói trước đi, tại vì xin lấy già rồi nhiều lúc không nhớ, đi đi không nhớ luôn. Hồi nãy mới mới tập đó. Ok, đương nhiên chị cũng nói bài gì chị cũng nói, và tới lúc đó chị buộc em không chưa xin phép, à chưa xin phép à, rồi em cũng ra qua bắt chị học là buồn bực, ồ ra quá là mà xin phép chị, em biết rằng là chị siêu quá lớn tuổi khi mà học bài mới tuổi đông đồng nữa, đông đồng kinh khủng. Có màn hình không? Oh yeah, không cần phải học nữa. Yes, ok em. Bây giờ chị nhường lại cho em nói vậy thôi. À, chúc các bạn quên à, chào tất cả các bạn báo chí và báo nhân dân. Bây giờ chúng ta phải ngược lại, nói ngược lại. À, xin phép chào các bạn tại báo chí rồi fan của Phương Thanh và tất cả các fan của Phương Thanh thì như được có bà siêu đó. Nhưng mà có một hai người cũng ngoài chữ bà siêu đó. Ok, không sao, I love you. I love you. Trong một vài dự án gọi là và thực ra đối với cả Lê hay là rất là nhiều người mà thuộc cái thế hệ của mình ấy, thì chị Tranh hay là anh Ngọc Kiều hay anh Đan Trường hay cả chị Siêu đều là những thần tượng, và đối với cả Lê thì mình chỉ cảm thấy là quá may mắn khi mà có một cái cơ hội được đứng chung với cả sân khấu với cả thần tượng của mình. Mình thì tất cả thì sẽ theo cái sự sắp xếp của đạo diễn âm nhạc. Mình đã có một vài cái ý tưởng và cũng sẽ chuẩn bị rất là kỹ và chỉ rất là mong là sẽ cháy được hết mình trên sân khấu để hỗ trợ cho chị Tranh trong cái chương trình live concert lần này thật là thành công. Rất là hài lòng với cái show hiện tại, đội hình hiện tại để mà có cái chương trình đó mình ra. Tất cả mọi thứ tới của Tranh là cứ tùy duyên đi, đâu phải chỉ có một đâu. Không thể chỉ có một show mà sẽ còn có nữa. Dạ. Yeah, yeah. Là chưa biết lúc nào. Cái gì cái vấn đề? Em không biết gì đâu. Em cũng chưa biết gì luôn. Ngày nào quên hết rồi. Thôi cứ để là sẽ. Còn 1 tháng 6. Ngày nào mà thứ tháng đi. Tháng đi. Sẽ có Sài Gòn. Sẽ có Sài Gòn nhưng mà tầm tháng 8 đổ đi để cho em chuẩn bị. Vì show chuẩn bị trang phục tất cả mọi thứ là đi rồi, nhưng công bố chưa luôn. Công bố và chưa luôn, không phải biết luôn. À, trước khi vào Sài Gòn tụi em có một live show này sẽ đi ở Quảng Ninh nữa. Hà Long. Tụi em sẽ có 3 đội hình cho 3 show. Chắc chắn ở Quảng Ninh thì tụi em sẽ đánh ngoài đời, chắc chắn là rock 50%, phá hoa gì đâu. Chắc chắn. Và nó sẽ nằm ở giữa cái tháng 5 và tháng 8. Chưa tới khoảng tháng 9 thì cho em dư dư xíu để tính lại cái này, vì là phải chắc ăn tí. Cho em cũng chắc ăn xíu. Bây giờ mình hãy chắc ăn một xíu, nhưng mà chắc chắn sẽ có. Đây là sự đồng lòng của công ty Hoàng Việt, Phương Trang và tất cả. Anh bắt em say hay một xuân đã về. Không xuống tâm quán ly cà phê. Chưa bao giờ hé lộ, bởi vì mình cứ quy thành tiền từ như hết đã đạt.
thật sự là Quy thành tiền hết giám đốc. Tại vì tự nhiên Quy đã thấy nếu mà mình bóp cái này lại để mình có đừng có lỗ thì nó không tới, bóp cái kia lại thì nó không lời. Cho nên là chúng ta là một việc đã xác định là tới đầu trên tới đó. Đó là cái đầu tiên, lỗ cùng lỗ, chia cùng chia. Đó là một trong những đối tác tuyệt vời của Phương Thanh. Và Phương Thanh nói rằng là hai người đàn bà dễ sợ, chỉ có một buổi ăn cái lẩu, cái lẩu nêu thôi mà quyết những chuyện động trời. Thì đó là cái điều mà Phương Thanh có được may mắn khi có một việc đồng hành kế bên Phương Thanh luôn. Đó là lời cảm ơn Phương Thanh thành dành cho Hà và việc cảm ơn Hà rất là nhiều. Thanh nó cũng đã không phải là không quen thuộc, nó quá quen thuộc để mà gọi là mọi người sẽ nắm bắt được là mình sẽ hát gì và chiêu trò gì, cũng có thể biết là giọng tới đâu như thế nào. Thì một sự kết hợp lan tỏa như vậy để thích nghi với các bạn Gen Z hiện tại, các bạn rất là hot. Các bạn có những cái thành phần mà khán giả có như rất trẻ để mình có thể mời các bạn vào cộng nhận luôn với trẻ, rồi mình cùng dàn với nhau để mình có nhiều năng lượng trong một cái show. Đó cũng là một cái tính toán gọi là rất là khôn, rất là vô để gọi là thích nghi kết hợp và để có thêm năng lượng rất nhiều cho tất cả. Bởi vì ai cũng cần có một sự tươi mới, nhưng không ai có thể bỏ đi cái cũ và đầy chiều sâu của mình được. Nên đó là một sự kết hợp. Chúng ta nghĩ là mọi người đã khen ngay từ khi mà cái danh sách khách mời nên mọi người đã khen ngay, và khi mà sơ đồ vé chưa có là mọi người đã mua vé ủng hộ mình, thích cái nhà khách mời thật sự là thích. Nó cũng đã không phải là không quen thuộc, nó quá quen thuộc để mà gọi là mọi người sẽ nắm bắt được là mình sẽ hát gì và chiêu trò gì, cũng có thể biết là giọng tới đâu như thế nào. Thì một sự kết hợp lan tỏa như vậy để thích nghi với các bạn Gen Z hiện tại, các bạn rất là hot. Các bạn có những cái thành phần mà khán giả có như rất trẻ để mình có thể mời các bạn vào cộng nhận luôn với trẻ, rồi mình cùng dàn với nhau để mình có nhiều năng lượng trong một cái show. Đó cũng là một cái tính toán gọi là rất là khôn, rất là khôn để gọi là thích nghi kết hợp và để có thêm năng lượng rất nhiều cho tất cả. Bởi vì ai cũng cần có một sự tươi mới, nhưng không ai có thể bỏ đi cái cũ và đầy chiều sâu của mình được. Nhưng đó là một sự kết hợp. Chúng ta nghĩ là mọi người đã khen ngay từ khi mà cái danh sách khách mời nên mọi người đã khen ngay, và khi mà sơ đồ vé chưa có là mọi người đã mua vé ủng hộ mình, thích cái nhà khách mời thật sự là thích, lại rất là thích. Bởi vì mỗi một show sẽ có một lượng khán giả khác nhau, chúng ta có rất là nhiều khán giả và rất là nhiều sự lựa chọn, và Phương Thanh thích những cái sự mà cạnh tranh, cạnh tranh lành mạnh. Bởi vì nếu mình có thất bại thì để có cơ hội nhìn lại mình, tại sao mà cái show mình luôn, tại sao âm nhạc mình không hay hơn, tại sao mình hát không bằng, tại sao các trang phục mình không đẹp, tại sao mình không đi tìm nhà thiết kế siêu hơn để mình thiết kế những bộ trang phục dữ dàng hơn. Vì nghệ sĩ khi bước vào show sẽ đẹp từ mình trước cho tới nội tâm, và sẽ có những bài hát rất là chiều sâu. Là khi mà hát bình thường thì mình có thể chỉ định bài hát, nhạc sĩ chỉ định bài hát, nhưng vào show là sự trọng lượng của cả một team để lục ra đúng 23-25 bài hay nhất để mà gọi là chốt đơn. Cho nên chắc chắn cái sự chọn lựa của một cái ekip sẽ rất là quan trọng. Với Phương Thanh rất cao, khi mà Phương Thanh còn chưa biết mic á, hát rất là khủng khiếp, có nghĩa là không bài bản rất tốt nguyên tắc. Lúc đầu thì bị dọc tơi tả, bị chê tơi tả, nhưng mà nhờ bị chê, như nhạc sĩ Đức Tiến đã từng nói, nhờ bị chê thấy ghét, thấy tức một cuối cùng bị ấn tượng nhớ hoài không quên. Đó gọi là cái nét riêng của mỗi người nghệ sĩ phải có. Còn hay dở là tùy theo người nghe. Có những lúc họ mệt mỏi, cho họ nghe nhạc buồn họ không thích. Tôi thích nghe nhạc mạnh, tôi thích cô Phương Thanh gào thét thì lúc đó bỗng nhiên mình lại hay. Và khi mà mọi người thấy bỗng nhiên hay mà cần thì tự nhiên mình lại hát. Cho nên cái đỉnh cao nó tùy thuộc vào cái khán giả cần. Và khán giả họ cần nhiều thứ khác nhau. Hôm nay dòng nhạc này, mai dòng nhạc khác. Hôm qua tôi yêu Phương Thanh nhưng ngày mai tôi thích Minh Hằng hay là Bảo Phi, tại vì tôi thích nhẹ nhàng. Cô Phương Thanh với cô Xin Bé hát nặng, tôi chịu nổi. Đó là cái chuyện họ cần, họ sẽ thích. Còn Phương Thanh đã có chỗ đứng, bây giờ Phương Thanh sẽ tìm chỗ ngồi. Là ngồi nghe không đứng. Chỗ đứng đó là một thời trẻ khi mà mình vùng vẫy, mình mạnh mẽ và bất nguyên tắc. Nhưng chỗ ngồi đó là chỗ an vị. Cái tầm tuổi của Phương Thanh bây giờ là tìm chỗ ngồi, nhưng xung quanh phải rất là nhiều nhân tài.
xung quanh Phương Thanh phải rất là nhiều nhân tài, những người tài giỏi là những người mà luôn sẵn sàng, không phải đứng đằng sau đâu mà đứng gần hàng ngang kế bên. Khi mà mình có những người đồng đầu tiên mà nói rằng là khi Phương Thanh báo được thì Lâm Trường đã. Cái thứ hai nữa là Phương Thanh có thêm sự đồng hành của Ngọc Việt để có tới 3 live show rồi. Thì chắc chắn Lâm Trường sẽ phải có một live show, ông không có mặt ở tôi bị chửi bây giờ đó. Đó, cái điều đó là rất là quan trọng. Thì Lâm Trường sẽ thu xếp xuất hiện một trong 3 show của Phương Thanh. Không thể nào thiếu Lâm Trường được. Nhưng mà show đầu tiên Lâm Trường xin phép có mặt thì lúc Phương Thanh book là Lâm Trường đã bệnh cái lịch đã book bên Mỹ rồi và bên Mỹ book rồi không có. Nhưng gặp em là nó khác, tính em nó ngay ngược lắm, nó khác. Nhưng mà anh Lâm Trường là nhận lời làm nó khác. Và khi mà chỉ có một show thôi thì chúng ta rất khó trả lời thì Lâm Trường mà tới 3 show không đồng sẽ có mặt trong một show có thể là Sài Gòn. Thằng ơi, biết đâu em mời Mono vào để Mono làm hoàng tử, em làm công chúa thì sao? Em hôm nay xin chính là cái đó hồng gai của em là đó hồng gái. Nửa lần nào nhà thiết kế thì nhật cắt cái dấu sắc của em tưởng là gai. Em quá gai góc mà không cần gai. Em nói là chị là đóa hồng gái chứ không phải là đóa hồng cái. Mọi người đồn em giới tính của em căng thẳng mấy chục năm nay em không có cơ hội để mà mỗi lần em nói người ta nói là đẻ con để mà trốn tránh giới tính em không cãi được. Mà bây giờ em cũng không cãi được rõ ràng cho nên là đóa hồng gai không có cái. Đấy có những điều mà đó hồng gàng của mình có nghĩa là có những điều mà chưa chắc hợp lý đã hay. Trong một cái show phải có nhiều cảm xúc khác nhau, mọi người cứ nghĩ nó không hợp nhưng cuối cùng lại hợp. Còn mà hợp như vậy là hồi em hát cái chị Siêu là cho khẳng luôn thì lại thành một tiết mục bất nguyên tắc, tức là sẽ có những cách để mà họ không nhầm chán cảm xúc khi trình diễn, bởi vì tụi em mấy năm rồi